Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần số gieo hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Người tuổi Thìn chọn tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 giúp gia chủ phát tài thoát độc. Sông đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi xông đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người xông đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xông đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi, thành đạt. Thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, xông nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và ngày riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Người tuổi Thìn chọn tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020. Tý thứ nhất là Giáp Thìn, sinh năm 1904 và năm 1964, thì chúng ta chú ý là Giáp, Khắc, Mậu và Canh. Hợp tuổi Kỷ Sửu năm 1949, 2009, Kỷ Mão 1939 và 1999, Kỷ Tỵ 1929 và 1959, Ất Dậu là 1945 và 2005, Đinh Dậu là 1957 và Tân Dậu là 1921, 1981, Quý Dậu 1933 và 1993, Giáp Thân là 1944, 2004, Bính Thân là 1956 và Nhâm Thân là 1932, 1992, Giáp Tý 1924, 1984, Bính Tý 1936, 1996 và Nhâm Tý 1912 và 1972. Thứ hai là đối với tuổi Bính Thìn, sinh năm 1916 và 1976, thì Bính, Khắc, Canh và Nhâm hợp Tân. Về thì cái tuổi hợp là Tân Sửu 1961, Tân Mão 1951, 2011, Tân Tỵ 1941, 2001 và Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1921, 1981, Tân Hợi là 1911, 1971, Ất Dậu 1945 và 2005, Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu là 1909 và 1969, Quý Dậu 1933 và 1993, Giáp Thân là 1944 và 2004, Bính Thân là 1956, Mậu Thân là 1908 và 1968, Giáp Tý 1924 và 1984, Bính Tý 1936, 1996 và Mậu Tý 1948 và 2008. Thứ ba là Mậu Thìn 1922 và sinh 1988. Thì Mậu khắc giáp Nhâm và hợp với Quý, thì hợp tuổi là gồm có những tuổi sau: Quý Sửu sinh năm 1973 và 1913, Quý Mão, người Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Hợi, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Ất Dậu, người Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, người Quý Dậu. Thứ tư là đối với tuổi Canh Thìn. Tuổi Canh Thìn sinh năm 1940 và sinh năm 2000, thì Canh khắc Bính, Giáp và hợp với Ất. Vậy thì các tuổi hợp là gồm có Ất Sửu, Ất Mão, Ất Tỵ, Ất Mùi, Ất Dậu, rồi Ất Hợi, rồi Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Đinh Dậu, rồi Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu. Thứ năm là Nhâm Thìn sinh năm 1952 và 2012, Nhâm khắc Mậu, Bính và hợp với Đinh. Vậy thì hợp tuổi là gồm có Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Giáp Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Tý, Canh Tý và Nhâm Tý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái tuổi xung nhà mùng 1 Tết Canh Tý năm 2020, thì các tuổi tốt và tuổi không tốt nói chung là ở trên cái mức trung bình là những cái tuổi nào hợp để chúng ta tìm tuổi, để chúng ta xem mùng 1 thì chúng ta nên chọn tuổi nào. Trước hết là cái tuổi khá. Cái tuổi này là ở trên cái mức trung bình. Tuổi khá gồm có Đinh Mão, Đinh Tỵ, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Tý, rồi Canh Dần, và kiêng các cái tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Còn đối với các cái tuổi tốt hợp trong nhà của cái ngày mùng 1 Tết, đây là Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu. Người tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất và Kỷ Hợi. Trong đó các cái tuổi Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Sửu 1925, 1985, Nhâm Thân 1932 và 1992, rồi Ất Hợi 1935, 1995, Nhâm Thìn 1952, 1912, Ất Mùi 1955 và 2015, tốt nhất vì được cả can và cả chi. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta xem cái tuổi tốt xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 là những cái tuổi nào. Trước hết là cái tuổi mà ta xác định là tuổi khá này. Nếu ta không chọn được tuổi tốt thì ta phải chọn tuổi khá. Thì tuổi khá tức là ở trên cái mức trung bình. Thì đây là gồm có tuổi Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, rồi Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Sửu, Quý Hợi. Thì kiêng các tuổi có các can là Giáp, Bính, Mậu và các chi là Ngọ, Dần. Còn nếu mà được các tuổi tốt này thì cực kỳ là tốt rồi. Ở đây là các cái tuổi tốt mà chúng ta nên lưu ý, đấy là Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, rồi Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi, rồi Đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Và trong đó thì những cái tuổi mà Ất Tỵ như 1905, 1965, rồi Đinh Tỵ 1977, rồi Ất Sửu 1925, 1985, rồi Đinh Sửu 1937, rồi 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây thì quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về những cái tuổi mà hợp để xông nhà cho người tuổi Thìn năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.